Hiệu ứng tài sản Well Effect. Hiệu ứng tài sản là gì? Trong kinh tế học, hiệu ứng tài sản Well Effect có tài liệu tiếng Việt gọi là hiệu ứng của cải, hiệu ứng thịnh vượng, ảnh hưởng của sự giàu có, vân vân. Chỉ sự điều chỉnh tiêu dùng của cá nhân khi thấy giá trị tài sản, nhất là nhà ở, chứng khoán của mình thay đổi. Người tiêu dùng có thể tiêu dùng nhiều hơn khi có nhiều tài sản hơn và có thể tiêu dùng ít đi nếu tài sản bị giảm đi. Hiệu ứng của cải là một lý thuyết kinh tế hành vi cho thấy mọi người chi tiêu nhiều hơn khi giá trị tài sản của họ tăng lên. Ý tưởng là người tiêu dùng cảm thấy an toàn hơn về tài chính và tự tin về sự giàu có của họ khi nhà cửa hoặc danh mục đầu tư của họ tăng về giá trị. Chúng được tạo nên để cảm giác giàu có hơn, ngay cả khi thu nhập và chi phí cố định của họ vẫn giống như trước đây. Tác động tâm lý của hiệu ứng của cải. Hiệu ứng của cải phản ánh tâm lý rằng giá trị tài sản tăng, chẳng hạn như những giá trị xảy ra trong một thị trường tăng giá, đối với hành vi chi tiêu của người tiêu dùng. Khái niệm này tập trung vào việc làm thế nào cảm giác an toàn, gọi là niềm tin của người tiêu dùng, được củng cố bằng cách tăng đáng kể giá trị của danh mục đầu tư. Niềm tin tăng thêm góp phần vào mức chi tiêu cao hơn và mức tiết kiệm thấp hơn. Lý thuyết này cũng có thể được áp dụng cho các doanh nghiệp. Các công ty có xu hướng tăng mức thuê và chi tiêu vốn, cấp X, để đáp ứng với các giá trị tài sản đang tăng, theo cách tương tự như quan sát về phía người tiêu dùng. Điều này có nghĩa tăng trưởng kinh tế sẽ tăng cường trong thị trường giá tăng và giảm đi ở thị trường giá xuống. Ví dụ về hiệu ứng của cải. Khi lãi suất và thuế tăng đáng kể trong các thị trường đi lên, các cơ quan chức năng không thể hãm phanh trước sự chi tiêu quá mức của người tiêu dùng. Năm 1968, khi thuế quan được tăng thêm 10%, nhưng mức chi tiêu vẫn không giảm. Bên cạnh đó, mặc dù thu nhập khả dụng giảm do gánh nặng thuế bổ sung, sự giàu có vẫn tiếp tục tăng lên khi thị trường chứng khoán liên tục tăng cao hơn. Hiện tại, hiệu ứng tài sản không chỉ được sử dụng theo nghĩa hẹp của hiệu ứng tích lũy, mà còn được sử dụng theo nghĩa tổng quát hơn. Đặc biệt trong số những người theo quan điểm của kinh tế học duy lý, nhân tố chính quyết định hành vi kinh tế là con người dòng, tổng giá trị dòng của tất cả các loại tài sản, bao gồm cả vốn con người tạo ra sức lao động. Một số nhà kinh tế cho rằng đó là quy mô của tài sản và rằng hiệu ứng tài sản là khái niệm quan trọng nhất. Học viện cổ phiếu Trường Money chúc các bạn đầu tư thành công.